Wow, Có ở thể tại trên. mình đâu biết, ổng xài áo mình đi bắt dây hồng, ổng xài xăng rít. Wow, trên Học giỏi tường mới được biết. có rất nhiều cờ. Nhưng mà mấy ổng xài Quan Âm, ổng giống mình A Di Đà Phật, ổng xài áo mình đi bắt dây hồng, cái dòng chữ 8 chữ đó. Ấn Mani Bác Bắc Ni Hồng. này bên đời bên kia chắc mình không biết. 10 điều tâm niệm. Số 1. Đây là một bức tranh tuyệt mỹ. 10 điều tâm niệm. 1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh. 2. Ở đời không cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. 3. Cứu xếp tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu triệt. 4. Sự nghiệp đừng mong không bị chướng ngại, vì không chướng ngại thì chí nguyện không kiên tường. 5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. 6. Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. 7. Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tức kiêu ngạo. 8. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì thi ân có mưu đồ. 9. Thấy lợi thì đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí. 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, mà oán thù càng tăng thêm. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công. 2. Lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn. 3. Lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ làm người giúp đỡ. 4. Lấy kẻ chống nghịch làm bạn giao du, lấy sự tri ân như đôi dép bỏ. 5. Lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Do đó, ở trong chướng ngại vượt qua tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính tri ân thầy Thông Ánh đã cho con một duyên lành để được chiêm ngưỡng và thêm trí tuệ để hiểu thêm những bài pháp. Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, giá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử nghĩ thế nào về chữ mộng trong bài pháp ngắn này? Rất là ý nghĩa. Con xin thầy giảng giải thêm về chữ mộng ở trong bài pháp này ạ. Biết được mộng, tỉnh được mộng, mình mới biết cái gì. Nói đại chúng mà ai hiểu hiểu. Nhưng mà không có nghĩa này dành cho người xuất gia. Dạ. Giá cảnh mộng. Giá cảnh mộng, dạo cảnh mộng. Bây giờ cô qua quay phim là cô đi dạo cảnh mộng. Dạ. Bây giờ con đang quay phim, tức là con đang dạo cảnh mộng. Đúng rồi, dạo cảnh mộng. Dạ. Sống ở đời tức là đang dạo cảnh mộng.
tỉnh cơn mộng, tức là mình đã trở về với tâm của mình. Dạ. Dạ. Con xin kính tri ân thầy. Biết được mộng mà con có tỉnh ra mộng. Yeah. Ai con cứu. Yeah. Thân mình từ Phật tánh, cái Phật tánh mình nó gá vô cái thân mộng. Cái thân mình là mộng mà mình không biết, mình nói thiệt mình mãi mãi. Cho nên khi mình tu biết được mộng thì phải tỉnh ra mộng. Vì là mộng nhất của mộng, tỉnh trong mộng là kêu mình xuất gia. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cảnh giới nó ở đó mà con nói cảnh giới khác đâu có được. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con Đài Minh xin được phép về. Và thật là có duyên lành con được ngồi trò chuyện với thầy và được nghe một bài pháp rất là tuyệt vời. Con được khai thêm trí tuệ, mở mang thêm thiên nhãn minh cho chính bản thân mình. Con xin nguyện đem công đức này xóa nẻo khổ niềm đau, tiêu tai nghiệp chướng, oan gia trái chủ. A Di Đà Phật. Con xin kính tri ân thầy Thông Ánh cho con chế thăng long và một bình một chai nước suối uống lấy làm phước. Con xin kính tri ân. Dạ. Con xin kính tri ân thầy Thông Ánh đã cho con một chai nước suối rất là mát mẻ. Con uống vào bây giờ con hết buồn phiền rồi. Con sẽ nghe lời thầy giải quyết tất cả mọi vấn đề với tâm thanh tịnh. Con xin nguyện đem công đức này hiến dâng tất cả quý vị. Nguyện tiêu tan nghiệp chướng, oan gia trái chủ, xóa tan nẻo khổ niềm đau. A Di Đà Phật. Mời quý vị nhé. Cảm ơn. A Di Đà Phật. Bây giờ sắp đến nhà rồi đó. Cảm ơn thầy Thông Ánh rất là nhiều. Tí nữa vào nhà. Bây giờ con đã đến nhà rồi. Tí nữa con sẽ mang cháy thăng long này và để trên bàn thờ của cha mẹ. Cầu nguyện cho mẹ luôn được, cha mẹ luôn được an vui. Và con xin lỗi những lỗi lầm đã gây ra. Con là người có lỗi. Con hy vọng chị con sẽ xóa nẻo khổ niềm đau này và tha thứ cho đứa em gái. Hy vọng ân oán tiêu tan nghiệp chướng của chúng ta sẽ tan biến từ đây. Một trái thăng long rất là tuyệt vời, mắt rượi luôn à. Con sẽ dâng đến cha mẹ trên bàn thờ nha. A Di Đà Phật. Xin kính chúc quý vị
thân tâm luôn an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Chư Thế Tam Phật, Chư Bồ Tát Tam Bảo khắp mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Em mình xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay đến chùa Phước Hậu được lễ Phật và được nghe một bài pháp thật là tuyệt vời do thầy Thông Ánh giảng. Chùa Phước Hậu ở Kepremettaro, Kepremetta rất là an tịnh, trang nghiêm. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, A Di Đà Phật. Xin mời quý vị subscribe Diamond Hill và watch more video there. Xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn A Di Đà Phật.